Chào các anh chị và các bạn nghe. Hôm nay em sẽ test thử một con app của nước bạn anh chị. Con app này em có chưa có rút tiền nữa, em chỉ được một người bạn giới thiệu thôi, nhưng mà em mong chị giúp em lấy một tài khoản anh chị. Anh chị nhập captcha là được 3 đô à. Con quét này tiện một ghép là được 50 đô anh chị. Anh chị đầu tiên anh chị bấm vào phần file này nè, anh chị chọn vào cái mục thứ tư anh chị điểm xuống từ 1 đến 4 nha. 1 2 3 4 là mục đăng ký nè anh chị, em hướng dẫn anh chị đăng ký nha. Rồi. Rồi, đầu tiên anh chị là nhập cái mail anh chị, rồi mật khẩu và xác nhận mật khẩu anh chị. Rồi anh chị bấm vào nút này nè anh chị. Giao diện của anh chị tiếng gì cũng vậy anh chị, này là mail anh chị, còn này là mật khẩu, này xác nhận mật khẩu là rồi. Đây em sẽ đăng nhập cho anh chị xem. Này, em đăng nhập anh chị. Rồi, vậy là em đã đăng nhập thành công anh chị. Em chỉ việc là kiếm tiền, anh chị em sẽ hướng dẫn anh chị kiếm tiền anh chị. Cái khung giờ của nó là từ 9 giờ tối và 9 giờ sáng anh chị. Anh chị bấm vào nút tin tức nè. Rồi, anh chị bấm vào. Rồi anh chị lướt xuống, anh chị gõ captcha nha. Gõ captcha mục này nè. Đây là 40 cộng 18 là bằng 58. Rồi anh chị bấm nút xác nhận anh chị. Vậy là mình được 3 đô đó anh chị. Nè, đây em sẽ cho cái tài khoản của em. Chết. Này anh chị, em là số dư 69 đô luôn anh chị. Em sẽ ra em sẽ đọc một bài báo nữa, em sẽ quay lại cho anh chị coi. Đọc tin tức nè, là mục số 2 đó anh chị. Em sẽ ra đọc một bài báo đó cho anh chị xem. 69 này đúng không? 69 đô rồi đó. Rồi 80 87. Anh chị, mình giới thiệu được người là 5 đô anh chị. Mình được 50 đô chứ. Mà minh gốc cái này là 900 đô không nhầm nhòi cho anh chị. Anh chị đọc một ngày 9 giờ sáng và 9 giờ tối là cũng khoảng 70-80 đô, có 100 đô đó anh chị. Rồi em sẽ kiếm hồ sơ tôi nè. Hồi nãy là 69 đô đó nha anh chị. Khoan khoan đây. Nãy 69 đô. Ơi, nó chưa cộng anh chị. Chút xíu là nó cộng anh chị. Rồi, nữa rút tiền anh chị vào cái mục hồ sơ của tôi nè. Là anh chị thanh toán vào PayPal này nó anh chị, Pay Visa nè, thẻ Mastercard nè, Visa này, PayPal nè. Anh chị nào muốn rút tiền thì nhấp vào cái mục này nè. Rồi em làm video này video sau mà nếu mà rút tiền được em sẽ làm video hướng dẫn rút tiền chi tiết hơn anh chị. Anh chị ơi, anh chị copy cái đường link chia sẻ của anh chị nè, đường link chỗ này nè anh chị, chương trình hợp tác nè anh chị, chia sẻ cho một người nào mà list đã đăng ký cái đường link của anh chị thì anh chị được 50 đô đó anh chị, mình giúp nó là tới 900 đô đó. Anh chị nào mà chưa chơi con sàn có biết nè, anh chị vô đăng ký anh chị, là chương trình giới thiệu là còn có khoảng hơn 30 ngày nữa là mình rút tiền về anh chị. Chương trình giới thiệu là nhiều lợi nhuận, bây giờ mỗi người dùng đăng ký của bạn liên kết giới thiệu được nhận được 2.000 CNB, bạn nhận được 1.000 đồng NCCB bởi mỗi người dùng của bạn. Anh chị con này thì link đăng ký và link hướng dẫn KC em có để dưới phần mô tả anh chị. Còn khoảng hơn 30 ngày nữa là mình nó có cho mình rút tiền về về ví nha anh chị. Anh chị nào KC thành công dưới cái đường link của em đi, em sẽ tặng cho anh chị 1 đô qua PayPal anh chị. Link Zalo em có để, link kết bạn Zalo em có để dưới phần mô tả đó.
Em thì giới thiệu cũng được nhiều bạn quá mà sao mà cái xác minh cái tài khoản này nó dễ một cái như là con cháu vậy mà anh chị thiệt. Em không hiểu. Nhưng anh chị nào mà xác minh cái dưới cái đường link của em thì nhớ ghi tên anh chị để em kiểm tra trong đây rồi em biết người nào đăng ký với đường link của em là em sẽ tặng tiền PayPal qua cho anh chị nữa gửi mail qua bên Zalo cho em. Anh chị đăng ký vô cái sàn có biết nè, anh chị ghi cái tên anh chị mà đăng ký đó rồi gửi qua cho em để tránh mà nhiều người mà đăng ký cái đường link người khác mà gửi mail qua cho em tiền đâu mà em trả hết cho mấy anh chị, tặng cho mấy anh chị hết được. Vậy video của em đến đây cũng kết thúc nha. Xin chúc các anh chị kiếm thật là nhiều tiền. Thì chào tạm biệt các anh chị nha.